Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối máy ảnh Canon và điện thoại di động bằng cái tính năng Wi-Fi của trên máy ảnh. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối Wi-Fi nhé. Đầu tiên các bạn vào menu này, các bạn qua tab này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, các bạn xuống Wi-Fi NFC, các bạn bình thường nó Inbound thì các bạn chọn Inbound nhé. Sau đó các bạn vào xuống cái mức Wi-Fi Function này. Các bạn sẽ thấy ở đây có cái nút info để mà set lại cái wifi này. Các bạn nhấn info. Ở đây mình muốn clear hết những tài khoản trước đây. Thì ví dụ trước đây mình có mua máy cũ thì các bạn có thể clear để làm lại từ đầu. Và chọn ok này, reset về từ đầu này. Sau đó các bạn chọn qua đây, chọn info lại. Ok, và các bạn đặt tên cho wifi của mình. Ví dụ ở đây mình đặt ABC chẳng hạn. Sau đó các bạn chọn menu để ok này. Đó, sau bạn chọn ok. Các bạn vào Wi-Fi Function nhé. Các bạn chọn qua thứ hai Connect Smartphone. Đó, các bạn đầu tiên các bạn chọn ok luôn. Đó, mật khẩu ở đây. Ở đây mình không để mật khẩu luôn nhé. Mình để vậy luôn, chọn ok luôn. Đó, và Wi-Fi đang chờ rồi. Mật khẩu của nó này, 13844978 này. Sau đó các bạn tiếp tục mở điện thoại ra và mở ứng dụng. Đối với Android thì các bạn vô CH Play, còn iOS thì các bạn vào App Store nhé. Các bạn mở lên và các bạn gõ chữ Canon Connect. Đó, các bạn cài đặt nhé. Sau đó các bạn mở ứng dụng ra để chấp nhận điều khoản của nó. Chọn Agree đồng ý này. Ở đây mình Close đi. Sau đó mình sẽ quay lại máy ảnh. Vào lại mục Wi-Fi lúc nãy. Đây. Ok, và sau đó mình sẽ vào điện thoại. Mình sẽ kéo xuống và chọn Wi-Fi của cái máy ảnh nhé. Wi-Fi này. Đây. Mật khẩu là nãy mà hiển thị là 41 407 488. Các bạn chọn kết nối. Đó là xác nhận. Và bây giờ các bạn quay lại app. Đó, chọn camera connect này. Và tiếp tục close. Đó, các bạn chọn kết nối. Và dưới cái máy ảnh sẽ chọn cho các bạn có thiết bị kết nối này, các bạn chọn ok này. Đó, đợi thôi. Đó, sau khi đó điện thoại báo thành công này, các bạn ok. Và sau đó có hai lựa chọn, các bạn chọn cái này để điều khiển máy ảnh từ xa bằng remote, hoặc các bạn có xem hình ở đây. Đó, toàn bộ hình chụp của mình ở đây nhé. Nếu các bạn muốn lưu hình vào điện thoại, các bạn chọn select này. Ở đây mình có thể chọn theo thư mục của ngày luôn, hoặc chọn từng tấm các bạn thích. Sau khi xong các bạn chọn vào mục import này. Đó, cho phép truy cập vào bộ nhớ của máy. Đó, các bạn chọn chất lượng hình nha. Ok. Đó, máy đang xử lý này. Đó, đã xong. Và mình sẽ open photo qua app luôn. Đó, các bạn thấy ở đây hai hình. Đó, hai hình. Đó, đơn giản vậy thôi. Các bạn sẽ thấy ở đây tín hiệu wifi phát sáng màu xanh này. Sau khi cho các bạn có thể tắt cái nút Wi-Fi đi nhé. Các bạn chọn Disconnect và tắt kết nối đi nhé. Đó, và thoát app thôi. Đó là cái kết nối Wi-Fi cơ bản của dòng Canon. Có thể sử dụng cho 6D2, 6D hoặc là 5D4 hoặc là các dòng LSM, LSR. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn sử dụng máy ảnh ưng ý nhất.